Anh không biết là anh Phạm Anh Cường có nhớ là bài hát giọng nhạc trữ tình Bolero đầu tiên mà anh sáng tác là ca khúc đó mang tên gì không? Tìm lại người xưa. Tìm lại người xưa. Với cái chủ đề, cái tên ca khúc này Hân thấy là chất chứa rất là nhiều tâm sự. Không biết thì Tìm lại người xưa có gắn với một kỷ niệm nào đó của nhạc sĩ Phạm Anh Cường hay không? Anh có thể chia sẻ thêm. Thật ra những người yêu mến ca khúc Tìm lại người xưa của Phạm Anh Cường thì có thể là trên mạng đã biết rồi, hoặc là quay clip Tìm lại người xưa, cái MV mà Long Nhật đang rất là được nhiều người yêu thích và xem cái clip đó, bài Tìm lại người xưa, thì Long Nhật có nói về cuộc tình này. Nhưng mà thật ra là vì có chuyện này là đã tôi không nói, tôi chỉ trao đổi với Long Nhật một phần thôi và tự Long Nhật phát triển ý ra. Xuôi chuyến xe về nhà quen sư miền Trung, thì miền Trung thì Long Nhật là đưa về cái mối tình đó tại Huế. Nhưng mà thật sự ra bật mí là bài này viết một cô gái là quay người yêu đầu tiên của Phạm Anh Cường ở Quy Nhơn. Nhưng mà vì lúc đó mình không muốn nói vì sợ người ta buồn, cho nên cũng không nói với Long Nhật là biết là rõ cái nguồn gốc cô đó ở đâu. Cái thời đó là năm 1991, tôi có quen với cô đó. Rồi sau một lần nằm viện thì ông già mới vô thăm, thì thăm là lúc đó thấy cô này mới chăm sóc cho mình. Chăm sóc thì sau đó ông thấy thì ông nói thôi hai đứa kết với nhau, rồi ông mới gặp gia đình của đó để ông hứa hẹn. Cho nên nếu mà Hân biết, quý vị khán giả biết cái câu ao câu cuối của Tìm lại người xưa có câu này nè: những ước nguyện ngày xưa em đừng ghi vào nhớ, tình duyên kết sẽ do trời. Tức là cái ước nguyện ngày xưa là hồi đó ba tôi hứa, ông già hứa. Thì sau đó vì năm 93 tôi đã đi theo Hà Nội học đạo diễn rồi, thành thử ra cái mối tình nó bị ngang trái, nó bị cách trở. Và sau 10 năm tôi có gia đình, cái thời 2001 đó thất bại trong cuộc tình đó, tôi mới tìm lại người xưa ở Bình Định. Và sau một chuyến thăm đó thì ca khúc Tìm lại người xưa nó ra đời. Và nó cảm xúc thế nào thì quý vị hãy nghe ca khúc Tìm lại người xưa, tự hiểu về cuộc tình của tôi viết trong đó. Thưa quý vị, các bạn thân